hơn chút nè, là chỉ nắng lên dưới lắm rồi đó, mà hôm nay sương mù quá trời luôn. Cả nhà thấy không, sương mù bao phủ luôn, không thấy mặt trời.
taxi nè là anh giỏi lắm, tại vì nó quen rồi, nó như con rắn vậy. Ở đây New York này, ở trung tâm Midtown chỉ có Macy là lớn ở đây, nguyên một cái Sixth Avenue tới 7 Seventh Avenue luôn, bán à 9 tầng lầu bán sắp mình suốt ngày chưa hết. Chưa có được nắng lên, cũng còn sương mù trên non cao.
mình lợi gian xe bớt lại đó. Suốt ngày luôn đi mấy tuần ngày thôi độ một ngày luôn. Chạm sắp quậy nè, chạm sắp quậy á, cục xanh xanh đó là chạm sắp quậy. Nó gian xe o xe em JC Penney nè, bán đồ nè, Nam Queen Boulevard. Đây là Queen Center. Nó dài nó cong vô. Bên đây hồi đó Best Buy hay gì đó, Sia. Nhà phá ra chắc cắt cao ốc rồi. Đó Sia bán vỏ xe á. Xem. Nó Queen Boulevard đó. Nó quẹo vô trong tối trong luôn. Messi bán tới hai chỗ. Chỉ là năm thứ
ăn điểm sắm rồi đây. Logo Phật Nai Sư Deliver. Phở bếp nè. Cái này cái đường dày xe lửa xuống lô hay thành mở bạn giờ cũng chưa mở cửa mấy năm rồi. Nữa là bán đất lắm, làm ta mở cửa bán mấy năm nay là biết nha. Cháy cháy rồi chào bảo hiểm, không có ai bảo hiểm thường mấy lần rồi, bây giờ cái này nó gắt rồi. Qua wow, phía trong đó cất nhà lại, cất nhà lầu chỗ hồng kế hồng công á. Này sắp quầy đi à, chỗ này lên này cái em hạ 82 phía sau. Một ngày nó bán chỗ cổ bằng nhé, chỗ nhỏ vậy đó mà bán một ngày mấy ngàn đô. Rồi lúc mà Dũng còn cứ bảy chủ nhật còn làm vơi tờ ngày đó ta, mấy tiếng đồng hồ là bán biết nhiêu tiền. Giờ lên những cái loại mà người nào mà lại ngồi lâu bốc năm thèm tiếp đó. Như cá diêu hồng này nọ năm thèm bằng ngồi ăn lâu lắm, ăn phở bán lẹ đó sắp vậy đó cả nhà. Công viên ở đây, ở đây là nhà đèn cái gì đó, nhà đèn điện lực. Công viên này lớn, mùa này chứ thôi mùa hè cờ tướng là đủ thứ hết chứ. Thắp lên đi sớm quá à, cha chưa có mở cửa, tới đây là 8 giờ mấy rồi. Hồi bữa giờ này nắng lên dữ lắm vậy là nhà tới rồi, vậy mình tới bệnh viện rồi à, vậy cảm ơn cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu nha à, như là luôn đồng hành với bầu trời New York thời gian qua. Chúc năm mới, bước sang năm mới Tân Sửu vạn sự bình an, vạn sự kiết tường hết, gia đình hạnh phúc, giàu giàu sức khỏe. Bây giờ gái bán đầu này gặp nhiều điều may mắn, thấy video mà thấy được thì dùm đăng ký subscribe like share. Cảm ơn nhiều, cảm ơn 500 vị Mạnh Thần Quân vì giúp được đăng ký được 500 rồi, giờ còn 500 nữa mà vô dòng YouTube không sợ bị xóa. Cảm ơn nhiều nha, giờ tái rồi. Ok bye. Bye. Ông trời nơi gió xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu. Một ngày mới tươi đẹp. Bây giờ hết mưa rồi, hết sương mù rồi. Đi bây giờ bầu trời nơi gió chết cho người Covid-19 lần 2 á, là chết xong rồi. Nãy giờ ngồi đó hết 20 phút đó, nó kêu ngồi. Nè cái bệnh viện này nè cả nhà. Đây là nè, em hạt tha hấp phải đầu center nè. Nè đây là cái bệnh viện này nè cả nhà. Hồi xưa giờ qua này mổ mấy lần của bệnh viện này, giải phẫu mấy lần bệnh viện này, có hồ sơ sẵn hết, thành ra kêu mình đây chết lần thứ hai đã chết xong rồi. Thường giao dẫn đứng nó chết ấm hết về tiêm má chết chết rồi, chắc về Việt Nam được nó chưa được, tại vì tôi chưa có vé máy bay. Cái còn sợ cái Covid bên Âu Châu qua. Cái này chỉ ngừa Covid-19 thôi. Còn Nam Phi với bên Anh Quốc thì không, bây không không bảo đảm. Đây nè, cái lằn đỏ này là xe bus only đó. Nhìn bus là bus biết only. Nhà xem nha. Cái bệnh viện này lớn lắm, nó một avenue luôn. Tới hai lớp luôn á. Cái này gỗ để xem nó dài gì này để mình quay chậm chậm từ từ cho mấy người xem nha.
biết nhiêu tầng đó nè. Mình nào đó mình có đi giải phẫu thì có lên tập tầng 8 thôi, lầu 8. Mà không biết nó được nhiêu tầng không biết. Đó, từ lầu 8 thôi, đi lên lầu 8 rồi xuống không biết. Tại vì sạn tứ mạch đó, mình nghe cắt bỏ mạch đó. Cả nhà biết nha, khi nào sạn tứ mạch thì cắt bỏ cho đừng có hút nha, hút bể rồi mà chết rồi. Ok, rồi con tới rồi. Thì mình lại vô. Ok, cảm ơn cả nhà nha. Đây, đành, anh chị em đã các cháu, đây là cái công viên nữa nè. Kế đây là cái công viên nữa nè. Ok, bye. Yeah. Bây giờ người COVID chết xong rồi. Lần thứ nhì xong rồi. Nó có làm biên nhận cho mình rồi, hai. Nhờ cái đem mấy giấy theo rồi nó hỏi. Lần nhất, lần thứ nhì. Nó điều tra quá trời, hỏi cho mà trong mười mấy ngày nay có chết không? Nó không. Tại vì có số người đăng ký nhiều chỗ quá đó. Chết cho nó sợ nhiều quá không nên chứ. Cơ thể mình không nên nhé. Tham là thăm. Vậy đó. Đây mới cất cái nhà lầu này. Đây, này mới cất à. Cái building này mới cất. Đây siêu thị. Đây 45A mình yêu. Này Hồng Kông, cái New York. Cái bên nè. Cái dùng em hệt nè, em hệt Avenue nè cả nhà. Thấy đường. Hồi nãy xuống rồi chưa âm quên nè. Hồi nãy xuống âm quên kêu bạn nè. Quên rồi đèo map á. Cái thằng ở thằng ấy nó hỏi cảnh sát hỏi mày đi đâu, mày không mang map, mày mang vô cái hỏi mày đi đâu. Không phải chỗ bảo hiểm đâu con, chỗ khác à. Thì tao nói tao chết COVID-19 ngay xe cành tham á. Cái nói vô bên đây nè, hướng cái này không đi lũ rồi, là cái chỗ cũ rồi. Tao đi lại chỗ mà gì đó. Đi ra trên xe á, cấp cứu, không biết cái chỗ cũ á, không phải. Dài cái mới nó hỏi mình, chỗ cái nó mới chỉ qua hướng ngoài này. Như cửa vô mình nằm bên tay trái á, nằm ở góc ngoài này nè, chỗ mai kia. Ông lại tới đó vậy ra 8 giờ gửi tới đó vậy mà. Ông là số 21 rồi, kệ 21 tốt ngày cũng được. Số 21 rồi. Người ta đi đường đợt rồi. Nó kêu lần 6 người, 6 người. Đây nè. Valen gì này. Cái công ty thuốc của má Lai Nà làm á. Nó gạch vô đây gì đó. Nãy bà ông nói quên rồi. Đây nhà thờ nè cả nhà. Nó nhà thờ đó. Nhà thờ. Đây ở nhà bạn của con chắc à, từ đó mua cái nhà đó, đây nè. Là 4 hay là mấy thì đó nó bán rẻ quá cái nó câu. Nó câu làm cho dài, má nó cũng theo. Theo riết cho được luôn á, giờ căn này giờ lời lắm rồi. Mấy triệu rồi. Đó mua có mấy trăm ngàn. Cỡ đó mấy chục ngàn. Ở New York này nếu mà mua chỗ nhầm chỗ bất động sản mà cái chỗ mà nó phát triển á lời 1-2 triệu người ta lời với ở giữ mấy giờ với ở đây chung cư. Giờ này Golden cái tiệm này bán này đồ ăn ngon lắm, đất này nó đồ ăn nó tươi lắm. Mình hồi đó ở đây lại đây mua không ít cái lại chỗ em hợp lắm. Chỗ này nè New Golden nè, tiệm bán cái đó nè, cái này New Golden, chỗ này nào bán rồi ăn ngon lắm. Ok xuống rồi, ok bye xuống đây.